VionSide kính chào quý vị các bạn. Hôm nay ngày mùng 6 Tết, VionSide lên nhà vườn anh Tuấn Thầy Chùa để chia sẻ quý vị các bạn không gian vườn của anh. Em chào anh. Chào VionSide. Vâng. Chào tất cả các anh em yêu cây cảnh trong cả nước nhá. Dạ. Đầu xuân năm mới là chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Vâng. Mọi việc thuận buồm xuôi gió. Dạ, vâng ạ. Em thay mặt những người yêu cây chúc anh và gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc anh là đi đâu cũng gặp đồ quý và lại mang về vườn. Rồi, anh nhá. Vâng, chúc anh sức khỏe. Vâng. Em xin phép anh em chia sẻ không gian cho mọi người ngắm một chút ạ. Rồi, ok. Mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. VionSide chia sẻ lại một chút tác phẩm Ngũ Phúc, một cây xanh quê đặc biệt rất rất quý của anh Tuấn Thầy Chùa. Hôm nay VionSide thấy một bộ dăm đang nảy lộc rất đẹp quý vị ạ. Đúng là một cái tiết xuân đem đến cho chúng ta cảm giác một năm mới tràn ngập những năng lượng. VionSide quay một chút qua những cái bộ dăm cho quý vị cùng ngắm. Rồi VionSide sẽ quay xuống về thân pháp cho quý vị được thưởng thức tác phẩm và xem nó có khác biệt gì không. Quý vị thấy xanh quê mà có bộ dăm tuyệt vời không? Một bộ dăm quá tuyệt vời. Lá nhỏ. Đấy, rất nhỏ quý vị ạ. Đây, quý vị ngắm một vòng về cái dăm tàn bóng của tác phẩm Ngũ Phúc ở xanh quê. Còn về quý vị nhìn đây. Quả bệ VionSide cảm giác hóa thạch quý vị ạ. Thật sự hóa thạch luôn. VionSide thích nhất cái chỗ nó chảy như này quý vị này. Đấy. Tác phẩm Ngũ Phúc. Còn về thân pháp đấy quý vị. Quý vị nhìn độ già một chút, bởi vì VionSide sẽ chia sẻ về cái thân. Tên Ngũ Phúc, tức là ý nói đến là một cây năm thân. Rõ ràng, mạch lạc quý vị ạ. Quý vị nhìn nó già nỗi nó chuyển thành múi khế, tức là nó méo thân, nó không còn tròn nữa quý vị ạ. Thực ra tác phẩm này VionSide cũng không cần phải nói nhiều nữa vì anh Tuấn cũng chia sẻ cũng rất nhiều và cũng đi triển lãm một số nơi thôi. Ở Ninh Bình anh cũng về rồi. Thân pháp chạy thích chưa quý vị? Tuyệt vời. Đấy về thân pháp. Còn về cái tiểu cảnh anh làm cho cái tác phẩm này cũng rất tuyệt vời. Đầu tiên về cái chậu quý vị này. Cái chậu cũng rất tỉ mẩn, người ta cắt gạch để làm và xây cái cầu đẹp chưa quý vị. Đấy. Quý vị tưởng tượng quý vị đang đi ở trên đây xem, nó rất là tuyệt vời. Ngày mùng 6 nhà anh vui quá, anh em Ninh Bình, Thường Tín đều có mặt ở đây. Đây mặt sau đây quý vị. Hôm nay có cả anh em Hà Nam, lại bạn Thành Đá cũng lên chỉnh một chút về cái đá cho tác phẩm Khuất Kỳ Cầu Thân kia. Thì tí nữa VionSide sẽ chia sẻ cho quý vị. VionSide sẽ được gặp anh Tuấn và bạn Thành chia sẻ quý vị sau. Hãy VionSide quay tác phẩm này, mời quý vị ngắm tiếp tác phẩm tiếp theo. Tiếp tục chia sẻ quý vị các bạn là tác phẩm Xuân Thu. Tác phẩm Xuân Thu
Xanh Nam Điền quý vị ạ. Quý vị ngắm tổng bóng rồi với em Sai chia sẻ về thân pháp và vệ. Đấy, thân pháp với quý vị này. Chào Trang nhá. Em chào anh. Ok. Chào mọi người ạ. Được rồi. Trang có chơi cây không đấy? Em có. À có chơi cây à? Vâng ạ. Ok. Em ngắm một vòng đi, anh đang chia sẻ cây của anh Tuấn. Trời lại mưa bay bay quý vị ạ. Các video sai à, xin phép dừng một chút tí quay tiếp vì trời mưa mất rồi. Tác phẩm Khuất Kỳ Cầu Thân sẽ có mặt tại triển lãm Bắc Ninh khai mạc vào ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch. VMSai sẽ đi chia sẻ cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng một lượt về tác phẩm này, thì anh cũng mang đi rất là nhiều rồi. Mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng không gian vườn của anh. Đây sen đá, chắc cái này mua của em Cúc Nữ Hoàng Sen Đá đây quý vị. Nhà vườn Cao Đại, em Kim Cúc. Đây là cái bể đá cổ của VMSai, anh có đã từng chia sẻ kỹ rồi. Đây tác phẩm Ngũ Đại Tướng Quân. Lên lọc đẹp quá quý vị. Đây có tác phẩm này rất dễ được ngắm đây quý vị này. Bé nhưng mà bé hạt tiêu đây quý vị. Đúng là bé hạt tiêu. Dáng rất nghệ thuật. Cây rất giả. Quý vị mà ngắm trực tiếp thì thấy con tử này mới là tuyệt vời. Khi được vòng và lên chạy những đèo đường rất khó. Còn cái quan trọng nhất ý, nó rất giả đâu quý vị ạ. Rất là giả. Đấy quý vị nhìn chạy này, rất khó. Rất ấm áp như một người mẹ đang che chở con. Đấy là cảm nhận của VMSai là như thế. Cây già quý vị ạ. Và đằng sau đây là có bộ ba hai cây long. Và một cái tác phẩm ở giữa đây anh cũng đi chơi một số triển lãm rồi. Tác phẩm này VMSai rất thích. Cây long quy xuất động. VMSai rất thích cái tác phẩm này với cá nhân của mình. Thích vì thứ nhất là nó cái nét cổ các cụ để lại và cây cũng rất già quý vị ạ. Cây rất già. Đây là một cái nu tự nhiên. Tức là tự ở thân già nó đùn lên quý vị ạ. Còn có một số các cái nu là do ví dụ như cành thở mình kéo, giật, cắt rồi nó tạo thành. Nên tại sao VMSai cũng hay nói là cái nu tự nhiên là tự nó đùn ra. Cây rất già. Cây mịn tít. Thả nước lâu năm. Nói chung là VMSai ước mơ có tác phẩm này để được chiêm ngưỡng hàng ngày ở bên cạnh mình. Cây già lắm quý vị ạ. Bệ xoánh luôn. Già chun chuẩn. Đẹp từ cái chậu đẹp lên quý vị ạ. Không gian ảnh sạch sẽ quá quý vị. Cũng có một số tác phẩm anh Tuấn bán đi rồi và anh em vẫn để lại đây để chơi cùng. Ví dụ như tác phẩm này Tam Long Tọa Sơn. Đấy, anh Tuấn có giao lưu để lại cho em Lê Đương
đấy, nghệ nhân anh Phương Pháp Sư làm Tam Long Tọa Sơn quý vị ạ. Một cây hạng trung. Chia sẻ quý vị các bạn là năm mới cùng chiêm ngưỡng và tiếp tục chia sẻ quý vị một cây trục huyền rất đẹp nhưng anh đang nuôi tiếp nên là cũng khó nhìn. Hẹn quý vị các bạn là các cái video tiếp theo sau em sẽ quay kỹ hơn. Còn đây một cây tùng La Hán, anh đặt tên là Huynh Đệ, một cây hai thân tùng La Hán. Với em sai nhìn một vòng thì thấy không còn một cái dây nhôm nào cả. Ý nói đến một tác phẩm hoàn thiện tuyệt đối. Hoàn tuyệt đối quý vị ạ. Thì như anh em hay chia sẻ là tùng La Hán mà tháo được nhôm ra ấy, thì nó là một cái tỷ lệ cũng rất là cao rồi. Tức là gọi là mịn rồi quý vị. Với em sai đi sang các nơi làng nghề, người ta chia sẻ là làm tùng La Hán nó rất là lâu. Nó lâu phải gầm gấp 3, gấp 4 lần xanh. Mà để tháo những cái dây nhôm ra như này là nó phải là thật là mịn này. Và thời gian làm cũng rất là lâu rồi. Đấy, tiếp tục một cây tùng La Hán bên này nữa. Ở đây anh để có hai cây tùng La Hán nhưng mà rất là đặc biệt, Trực Lập Vọng Vân. Đấy, quý vị nhìn này, hiên ngang như cái bách cây tùng. Vì em sai cũng rất thích cái dáng tùng đứng lừng lững, có cái tay đưa ra để gọi là chào khách cũng rất là đẹp. Không gian vườn của anh Tuấn thầy chùa thật sự nói từ rất là sạch sẽ, mịn. Một cái vườn đẹp, nằm trong top sạch sẽ của Việt Nam. Rất nhiều cây quý nữa quý vị ạ. Cũng là một cái ngày đầu năm mới và cũng là cái video đầu tiên của Vlogside quay của năm 2024. Vlogside chúc tất cả những người yêu cây thì yêu thêm, người chưa yêu thì sẽ yêu. Một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Vlogside xin phép được dừng ở đây. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.